Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Cinebox 25 giờ. Ngày hôm nay là một ngày thứ Bảy, thật tuyệt vời đúng không nào? Và tôi là Sơn Ngọc Minh, người sẽ đồng hành cùng với tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn biết không, không biết là ngày cuối tuần của các bạn như thế nào, nhưng mà đối với tôi, ngày cuối tuần phải là một ngày được đi xem phim cùng với gia đình, bạn bè, người thân. Và ngày hôm nay thì trước khi đến với những bộ phim mà tôi điểm qua trong chương trình, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt. Mà trước khi gặp gỡ vị khách mời này, chúng ta sẽ cùng xem một đoạn trailer để xem vị khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nhé. Hôm nay người của em thơm quá, có mùi của Việt Kiều về quê. Chứ quanh đây bây giờ khác quá. Hồi xưa tụi anh thường trốn ngủ trưa qua đó chơi. Anh thấy mênh mông cả một bầu trời. Em giấu điều gì trong đôi mắt thế em? Hãy nói anh nghe, miền là mình cùng nhau. Rồi anh tính khi nào mình nói chuyện này với mẹ? Cảm ơn anh vì những chia sẻ về bộ phim Thưa Mẹ Con Đi. Và các bạn ơi, bộ phim Thưa Mẹ Con Đi vẫn còn đang chiếu trên rạp. Và hy vọng rằng tất cả các bạn nào chưa xem, hãy cùng đến rạp mua vé để ủng hộ cho phim Thưa Mẹ Con Đi quý vị nha. Và anh Trịnh Đình Minh cũng là người sẽ cùng đồng hành với Sơn Minh trong suốt chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với những bộ phim mà Sơn Minh giới thiệu với tất cả các bạn trong chương trình, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những bộ phim đang chiếu ở rạp này tuần này các bạn nhé. Tuần này xem gì cùng Cinebox 25 giờ nào? Trinh thám hồi hộp gây cấn với thám tử lừng danh Conan, cú đấm Sapphire Xanh, gây cấn đến ngạt thở cùng kẻ phản bội, vui vẻ thú vị hoạt hình, thù thân hợp nhất hay hòa vào không khí huyền bí thần thoại của cầu chủ Macaron. Tất cả những cung bậc cảm xúc đó sẽ được thể hiện trong Cinebox 25 giờ ngay hôm nay. Anh không biết là anh có biết diễn viên The Rock không ạ? Thật ra là đó là một diễn viên mà tôi thấy rất là quen mặt, nhưng mà dạo gần đây thì tôi biết đến anh nhiều hơn cơ bộ phim Pop and Soul. Dạ. Và anh nghĩ là một diễn viên như thế này mà chung sống với người bạn gái mình 10 năm và đến bây giờ thì mới có một đám cưới, thì cái cảm giác là sống chung lâu rồi thì mới có đám cưới thì anh cảm giác nào? Anh nghĩ là đối với một cái diễn viên ở Hollywood đó, thì cái việc mà họ chưa có quyết định là sẽ gắn kết ngay với nhau đó là một việc hết sức thường xuyên. Tại vì hôm nay chúng ta nghe một cái tin đám cưới vậy thôi, chứ đến ngày hôm sau nghe lại một cái tin ly hôn thì nó xảy ra rất là thường xuyên. Và đối với một diễn viên thì cái thời gian biểu nó rất là lộn xộn, nó rất là nhiều mối quan hệ trên trường quay. Và chờ 10 năm để mà có một cái sự chứng thực cho một cái mối quan hệ thì nó cũng không phải là một thời gian quá dài đâu. Và cho dù là chưa kết hôn thì cái việc mà sống chung với nhau thì tôi tin là họ đã chia sẻ được với nhau rất là nhiều điều. Và sau khi mà mối quan hệ này đám cưới lại có những cái câu chuyện khác xung quanh nó, thì hy vọng là họ sẽ hạnh phúc với những gì mà mình đang chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua bản tin tiếp theo. Ahn Jae-hyun định công khai toàn bộ tin nhắn với Ku Hye-sun. Đó, đây là bản tin tiếp theo. Và cũng như là anh nói thì sau một cuộc tình 10 năm có đám cưới, chúng ta sẽ có một cuộc ly hôn. Đó, đây là một cuộc ly hôn của sao châu Á, của hai người bạn cũng khá là nổi tiếng. Hai người bạn này cũng đã có những cái gọi là xích mích cũng như những cái vấn đề nên đã dẫn đến cuộc chia tay. Theo tôi nghĩ thì thật ra là khi mà mình đã quyết định sống chung với ai đó, thì đó là cái chuyện riêng của hai người, cho nên là có lẽ là cũng phải là rất là căng thẳng đây thì mới phải đưa ra một cái quyết định là đưa ra những cái tin nhắn như vậy. Đó là những cái điều rất là bí mật, rất là riêng tư. Thì cũng rất là mong là, hy vọng là diễn viên này sẽ nghĩ lại để mà không tung những tin nhắn ra. Tại vì lúc đó thì nó cả cái cuộc sống của mình nó bị phơi bày ra cho toàn bộ mọi người xem. Thì đó là những cái áp lực rất là lớn dành cho diễn viên. Thôi thì chúng ta tạm gác lại những câu chuyện tình yêu của showbiz. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua bản tin tiếp theo với một tin hoàn toàn hot đến từ Marvel. Vâng, vũ trụ siêu anh hùng Marvel sẽ đi về đâu khi không còn Spider-Man? Không còn Spider-Man thì chắc chắn là siêu anh hùng sẽ rất là thiếu vắng, rồi rất là buồn tẻ anh nhỉ? Thật ra mà nói thì chúng ta có một cái vũ trụ thì trong những cái tập mà gồm nhiều nhân vật khác nhau thì chúng ta không thấy Spider-Man thì chắc là cũng là nhớ ảnh lắm. Nhưng mà đối với Sony á, thì thật ra là khi mà tôi cách đây cả mười mấy năm rồi tôi xem những cái tập của Spider-Man mà không thuộc vũ trụ của Marvel, lúc đó là vẫn là thuộc Sony. Thì tôi rất là thích cái cách xây dựng những cái bộ phim đó. Tôi rất là ấn tượng với Tobey Maguire và cái phần 2 của bộ phim, ở cái phân cảnh mà anh ấy đè lại nguyên cả một cái toa tàu để cứu mọi người đó. Và có một cái câu trong phim rất là hay, đó là quyền lực càng lớn, trách nhiệm thì càng nặng nề. Thì đó là những cái tập rất tuyệt vời. Và sau này những cái fan của Marvel thì không xếp, và dĩ nhiên là nó không thuộc vũ trụ của Marvel, nhưng mà đối với tôi đó vẫn là những cái tập Spider-Man rất là hay. Cho nên tuy là tôi cảm thấy tiếc cho Tom Hooper, diễn viên đang đóng Spider-Man hiện nay thôi, chứ còn nếu mà tôi tin là đối với Sony thì họ sẽ vẫn có những cái kế hoạch để triển khai những cái tập Spider-Man tiếp theo và vẫn thu hút được khán giả. Và có lẽ là sự ra đi của Spider-Man sẽ là một sự tiếc nuối dành cho tất cả các bạn fan của Marvel, cũng như là của anh, của em, và hy vọng rằng diễn viên này cũng như là nhân vật này sẽ còn tiếp diễn ở những series phim tiếp theo của Marvel, và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem những câu chuyện tiếp theo của Marvel như thế nào quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chính của chương trình ngày hôm nay. Đó, sau khi xem trailer thì anh cảm thấy nào? Tôi nghĩ là rất là hấp dẫn đấy, tại vì là dù sao mà được xem những cái bộ phim trinh thám thì đề tài trinh thám nó luôn luôn thu hút khán giả. Và đặc biệt Conan thì là có rất là nhiều fan ở Việt Nam, tôi tin là bộ phim cũng sẽ ghi điểm trong lòng khán giả. Anh có mong là một ngày nào đó rồi bộ phim Conan như thế này được người thật đóng hay không? Tôi nghĩ là đó cũng là một cái điểm khá là thú vị. Tôi nhớ hình như là Thủy Thủ Mặt Trăng thì cũng có bản của người đóng rồi. Hay là chỉ chưa thấy Doraemon thôi, tại vì nó cũng rất là khó đúng không? Nó có thể nào chuyển thể thành những cái dạng vậy không? Tại vì em nghĩ là khán giả cũng rất là yêu thích những cái dạng vậy. Đối với một bộ phim như Conan thì tôi nghĩ là có một cái thách thức, đó là diễn viên đóng vai Conan thì nếu mà là một diễn viên thiếu nhi thì có thể là rất là khó để mà đóng được cái vai đó. Và nếu không thì phải kỹ xảo phải rất là tuyệt vời để mà biến một cái người lớn để trở thành ra một cái hình dạng nhỏ nhắn như vậy. Đúng rồi, chắc là vẫn còn nhiều hạn chế đúng không anh? Và tiếp theo là sẽ là một bộ phim tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là một mạch truyện của Nhà Trắng Thất Thủ và London Thất Thủ. Thì chúng ta sẽ cùng xem trailer của bộ phim này như thế nào quý vị nhé. Are you kidding me? I'm gonna make a move. People are gonna fall, but not you. Với những ai là fan của diễn viên Gerard Butler thì có lẽ là sẽ biết được những cái phim mà anh đang tham gia, giống như là phim từng là Nhà Trắng Thất Thủ, sau đó thì trở lại với London Thất Thủ, và bây giờ lại quay trở lại với một Nhà Trắng Thất Thủ khác với cái tên gọi là Kẻ Phản Bội. Thì không biết là anh Minh, anh có ý định mình sẽ đem một cái chút gì đó của hành động của phim vào cho bộ phim tiếp theo của mình không? Trong bộ phim tiếp theo cũng có những cảnh hành động đấy. Và nhìn bộ phim như Nhà Trắng Thất Thủ thì quả thật là rất là hấp dẫn, nhìn là rất là nghẹt thở. Và ở đây người ta có một cái mô típ là xây dựng một cái nhân vật mà bị oan, thì lúc đó lúc nào cũng sẽ được cái cảm tình của khán giả là mong cái anh này sẽ được coi như là rửa oan, được rửa sạch mọi cái nghi vấn như vậy. Và đặc biệt ở trong một cái tình huống là bị nghi vấn sát hại tổng thống như thế này thì nó thật sự là rất là nguy cấp, và rõ ràng là khán giả sẽ có cái lý do để mà xem bộ phim. Và chắc là mình sẽ đến với bộ phim này ngoài rạp đúng không anh? Để mình lấy thêm nhiều những cái ý tưởng để làm phim mới. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim tiếp theo của ngày hôm nay quý vị nhé. Phần 1 của Angry Bird thì anh có xem chưa? Thật ra thì mình cũng chưa có xem cái bộ phim này, nhưng mình chơi cái game này thì rất là nhiều. Đây là một bộ phim mà hầu như là tất cả các bạn khán giả luôn chờ đón háo hức được xem, bởi vì phần 1 thì rất là hay. Nó nói về việc là sự chiến đấu giữa chim và heo. Em gọi tắt là chim heo, em hay gọi là chim heo lắm. Và với phần 2 thì lại xuất hiện thêm những nhân vật mới với những tình tiết mới và gay cấn hơn. Hy vọng là lần này thì anh sẽ có thời gian tranh thủ để đi xem bộ phim này, bởi vì đây là bộ phim khá là hài hước. Nó cũng rất là chiếm ưu thế, bởi vì cả gia đình thì cũng có thể đi xem với nhau đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim tiếp theo. Tôi không còn nhớ thực tại khi mình là một con người. Toàn bộ ký ức của tôi bắt đầu khi Quy Long đánh thức tôi dậy và gọi Đức Cường. Vừa là 5 cô gái với 5 mục đích khác nhau dấn thân vào cuộc tuyển chọn gắt gao gây cấn, có lẽ là sẽ phải có thể đổi bằng máu và sinh mạng của mình. Thì không biết là sau khi xem trailer thì anh cảm giác thế nào khi về bộ phim Việt Nam này? Thật ra thì tôi cũng nghe nhiều người bạn nói là đây một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là nó một cái đề tài và một cách làm rất là khác những bộ phim khác. Và mình xem vào đây thì mình cũng rất là tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chọn chủ đề kinh dị rồi chọn macaron là một cái lẽ là một cái liều lĩnh trong cái việc làm phim lần này của các bạn của 1990 studio. Thì không biết là anh có nghĩ là mình sẽ tích góp một chút gì đó kinh nghiệm để có thể làm chủ đề tiếp theo của mình không? Thật ra thì đối với khán giả Việt Nam thì cái chủ đề về ma như thế này thì nhiều khán giả họ tò mò lắm. Cho nên là đối với mỗi bộ phim thì tôi luôn cố gắng nếu mà có cơ hội thì sẽ đi xem để mà mình biết được là ở ngoài kia có gì. Đó là một cái điều mà nhà làm phim nào cũng cần phải làm. Em thì em xem xong trailer này thì em vẫn chưa hình dung được cái bộ phim mình đang nói về chủ đề gì. Và có cái câu mà bạn đó đứng lại gần một bạn trai xong nói cái câu đó nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Thì không biết là bộ phim này sẽ như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng tất cả các bạn khán giả sẽ cùng đón phim và ủng hộ tất cả những bộ phim Việt. Bởi vì người Việt làm phim Việt thì mình nên ủng hộ đúng nhỉ? Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đến với bộ phim tiếp theo. Nhắc đến thể loại kinh dị thì không biết là anh có cảm giác thế nào khi mà xem những thể loại như thế này? Nói chung mới là nó là có một thể loại rất là giải trí đấy. Tôi cũng hay ra rạp và cũng hy vọng là được nhát, được cảm thấy sợ một chút xíu. Mà đôi lúc mà mình không thấy sợ thì mình la thật to để mình nhát cái ngồi về cạnh, nó cũng rất là thú vị. Em là em không xem được, bởi vì mỗi lần mà em xem tới những cảnh mà em không khỉ nó là kinh dị mà nó gọi là hù á, em lại sợ những cái gì mà hồi hộp và bất ngờ. Khi mà xem đến những bộ phim mà những cái đoạn gây cấn thì em lại nghe những cái âm thanh mà quá rùng rợn thì em lại rút mình lại, em che mắt. Em lại cảm giác là lúc nó bị hù á. Thế thì lại càng thú vị hơn, là bởi vì đó là cơ hội để cho cái người ngồi cạnh bạn được giải trí nhiều đấy. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim tiêu điểm trong tuần này, đó chính là bộ phim Bạn Học Cõi Âm. Cái đoạn mà lắng của âm nhạc á, thì cái khúc sau sẽ là một cái gì đó hoa giật mình. Đúng rồi, chứ một cơn bão lớn lúc nào cũng là một cái giây phút rất là yên tĩnh. Và khi mà anh xem xong cái trailer bộ phim này thì anh có ý gì không ạ? Nói chung thì với một cái bộ phim kinh dị mà ở học đường như thế này thì cũng rất là thu hút một đối tượng khán giả, các bạn trẻ xem. Các bạn vừa cảm thấy gần gũi và các bạn lại còn được xem những cái mà bình thường chỉ có trong cái fantasy, cái trí tưởng tượng của các bạn. Thì cũng rất là thú vị. Và rõ ràng là ở đây thì mình cũng cảm thấy là có rất là nhiều giây phút giật gân đấy. Ở nước ngoài thì bộ phim, dòng phim kinh dị này thì đang rất là thoải mái, nhưng mà ở Việt Nam mình á thì với những cái bộ phim kinh dị thì nó sẽ bị hạn chế. Thì anh có góp ý gì không ạ? Tại vì em biết là ở Việt Nam mình á thì mọi thứ nó sẽ quy tụ về cái việc là giấc mơ. Là mở đầu sẽ là một cái giấc mơ, xong rồi kết thúc sẽ là một giấc mơ. Thì đó là ở Việt Nam mình nó sẽ như thế, còn ở nước ngoài thì người ta thoải mái lắm, người ta làm tới luôn bộ phim kinh dị. Thì đối với đặc trưng mỗi nước thì chúng ta sẽ phải có những cái ràng buộc thôi. Và đôi lúc là những cái ràng buộc đó lại kích thích cái sự sáng tạo của người làm sáng tạo và nghệ thuật nhiều hơn nữa. Và nếu mà một khi mà chúng ta cảm thấy như là chúng ta không thoát khỏi được những cái ràng buộc đó thì chắc cũng phải chọn một cái thể loại khác để làm. Nhưng mà em thấy là những đạo diễn Việt Nam vẫn thích đi theo cái hướng là tìm những cái việc về tâm linh, về những cái kinh dị để có thể thỏa trí tưởng tượng của mình, cũng như là giúp tất cả các bạn khán giả xem để mở mang phần kiến thức, nhưng mà bị hạn chế về mặt văn hóa cho Việt Nam, nên là cảm thấy là mình vẫn bị thua thiệt với lại nước ngoài. Cái đó thì cũng rất là đúng. Và cũng có một cái điểm như thế này nữa là đôi lúc là phim kinh dị thì nhiều người lại nghĩ là dễ làm, bởi vì là họ nghĩ là phim kinh dị thì là có thể là dùng hiệu ứng âm thanh, hay là để màn hình rất là tối rồi bất ngờ nó sáng lên, nó lé lên một cái chi tiết rất là kinh khủng kèm với hiệu ứng âm thanh thì đã có thể hù mọi người rồi. Nhưng mà phim kinh dị thì nó cũng rất là quan trọng ở cái mặt kể chuyện. Rõ ràng là nó bắt đầu nó dẫn dắt người xem từ từ, để đến một khi nào đó người ta bắt đầu lắng vào cái không khí, người ta hòa vào cái cảm giác sợ của nhân vật. Thì đó mới là những cái bộ phim thật sự là làm cho khán giả giật mình và sợ hãi. Đó là cốt truyện, mạch truyện phải không anh? Và để minh chứng cho điều này thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ phim tiếp theo, đó chính là bộ phim Chama. Chị muốn tìm một người để chăm sóc cho bé. Tạm thời chị sắp xếp cho em ở đây để em tiện trông coi nhà cửa luôn. Hả? Chị cho em ở đây thiệt luôn á hả? Còn phòng bên kia không ở đèn là phòng của ai vậy? Phòng chồng chị. Ủa? Vậy... Nhi à? Kitty ơi. Dạ. Đêm nào ba cũng về hát ru cho con ngủ hả? Dạ. Vậy ba của Kitty đâu? Sao cô Nhi không thấy? Bây giờ thật sự em cảm thấy rất là bất an và lo sợ. Em sợ cái gì? Tự nhiên trong điện thoại của em xuất hiện nhiều tấm hình rất là kỳ cục. Ở nhà chỉ có em với lại Kitty. Nếu không mà Kitty chụp thì ai chụp? Thì Tham, thì có chuyện giấu em đúng không? Cô Nhi ơi, cô Nhi ơi! Kitty ơi! Cũng giống như là nó là một chi tiết là lắng động, sau đó sẽ bật lên một cái gì đó rùng rợn. Quả thật là những bộ phim thế này tuy là tình tiết chỉ có vài nhân vật thôi, xung quanh vài nhân vật thôi, là bạn Thanh nè, Vi Thanh là do Phương Anh Đào thủ vai, rồi bạn bé Kitty là do bé Chương Nghi thủ vai, và một cô gọi là cô Tinh Nhi, Ngọc Duyên. Thì và người đặc biệt trong bộ phim này đó chính là Nang Trường. Cũng hơi lạ là không hiểu tại sao anh lại không xuất hiện trong trailer. Em cũng không biết là tại sao không xuất hiện trailer, nhưng mà có lẽ là những bộ nhạc phim nè, rồi bài hát trong bộ phim này thì chắc là anh do Nang Trường thể hiện. Thì sau khi xem trailer này thì anh có lời khuyên gì cho các bạn khán giả mà những người sợ hãi như em, những người không muốn đi xem phim kinh dị lại có thể bước vào đến phim kinh dị để xem phim này không ạ? Nếu mà mình không xem bởi vì mình thích thì mình đi xem bởi vì cái người mà mình đi cùng đi, cái người bạn bè, rồi cái người yêu, rồi cái gia đình mình đó, thì mình xem vì những người đó, rồi mình cũng là một cái mục tiêu để giải trí cho người ngồi cạnh. Đó cũng em rất là tốt. Em có Nang Trường nhưng mà những bộ phim kinh dị thì em lại rất là ngại xem, nhưng mà không, em thì không biết là em có nên đi xem bộ phim này hay không, bởi vì có thần tượng mình đóng. Thì thôi thì ráng là đi chung với một người nào đó, lúc nào sợ quá thì mình nép vào vai người đó hoặc là mình bịt mắt lại. Thật ra mà nói thì xem một cái trailer thì nhiều khi nó cũng rất là khó để mà biết là cái bộ phim nó có thu hút mình hay không. Bởi vì thật ra đa số trailer là tất cả những cái gì tinh túy nhất sẽ được góp nhặt vào, cũng như là người ta sẽ muốn highlight, làm nổi bật lên một vài cái điểm mạnh của phim. Thì đối với cả hai bộ phim thì xem thì cũng cảm thấy rất là muốn đi ra rạp để coi. Với Chama thì có lẽ đối tượng khán giả sẽ trưởng thành hơn một chút, tại vì là cái một câu chuyện của lứa tuổi 30 như thế này, có một đứa con, một em bé. Đối với phim của Thái chẳng hạn thì là sẽ đối tượng khán giả nó sẽ trẻ hơn một chút. Nếu mà theo em được biết thì tất cả các bạn khán giả sẽ, em nghĩ đều các bạn khán giả sẽ chọn phim Thái coi. Tại vì với cái lứa tuổi đó, rồi với những tình tiết và hấp dẫn hơn cái trailer của bộ phim Chama. Nhưng mà các bạn fan của Nang Trường thì lại em nghĩ là sẽ đi xem phim Chama nhiều hơn, ủng hộ thần tượng của mình. Đối với Thái thì đó là một cái quốc gia mà rất là nổi tiếng với dòng phim kinh dị rồi, cho nên cái lợi thế của cái bộ phim hồi nãy là chúng ta sẽ thấy là nó đến từ một quốc gia như vậy, và nó là một cái bảo chứng. Và dĩ nhiên trong một quốc gia thì dù là phim Thái thì cũng sẽ có những phim hay và những phim dở thôi, nhưng mà cũng đó là cũng một cái lợi thế. Sau khi xem hai trailer của hai bộ phim vừa rồi thì anh có góp nhặt cho mình những cái ý tưởng để làm bộ phim tiếp theo chủ đề kinh dị không anh? Nói chung thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là đó là mối quan hệ của hai người mà không quen biết. Bởi vì chúng ta không quen biết cho nên chúng ta mới dần dần khám phá ra được cái bản chất đằng sau của họ. Chứ mới gặp một hai lần thì đúng là cũng để khó rất là nói được là người ta đang nghĩ gì, đúng không? Thì hồi nãy trong bộ phim Thái cũng vậy và Chama cũng vậy. Anh nghĩ thế nào về những bộ phim dòng phim kinh dị thế này? Đối với dòng phim kinh dị thì nó có một cái đặc điểm là đôi lúc là chúng ta sẽ không cần những diễn viên quá là tên tuổi của thị trường đâu. Chúng ta có thể có một cái diễn viên rất là mới, bởi vì thể loại phim kinh dị thì bốn không đòi hỏi một cái diễn viên mới, diễn viên nổi tiếng. Cho nên nó là ở đây thì có thể là anh Nang Trường đóng một cái vai khá là quan trọng đó, nhưng bởi vì có thể là cái ảnh này không phải diễn viên chính bộ phim này, này là không xuất hiện trong bộ phim, có thể ảnh sẽ xuất hiện vào một cái cú twist nào đó và một cái giai đoạn khẩn thiết nhất của bộ phim. Vậy thì anh nghĩ thế nào nếu mà anh làm bộ phim tiếp theo của anh á, thì anh sẽ làm về kinh dị và kết hợp với chủ đề về kinh dị và những bạn LGBT? Anh cũng không chắc là sẽ làm theo cái chủ đề LGBT trong bộ phim tiếp theo. Tuy nhiên đối với phim kinh dị thì cũng là một cái thể loại mà anh rất là quan tâm, nhưng mà anh quan tâm nhiều hơn, anh nghĩ là quan tâm đến thể loại là thriller, tức là phim hồi hộp. Đối với phim hồi hộp thì nó luôn luôn cho khán giả trong cái trạng thái muốn khám phá ra sự thật, nó sẽ không hù khán giả phim thriller thì quan tâm nhiều. Mới mốt lần sau mà phim của anh mà em đi coi mà có hù là em giận liền đó. Phim thriller thì đa số là giải mã một cái vấn đề nào đó thôi. Nó sẽ bí ẩn, nó vẫn có bí ẩn, vẫn có hồi hộp trong đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó không hù khán giả nha. Đúng rồi. Anh có thể bật mí một chút về dự án sắp tới của mình không? Đối với dự án sắp tới thì đó là một bộ phim thriller, chính vì vậy nên nãy giờ mới nói cái đề tài như vậy. Và dĩ nhiên là trong cái vấn đề thriller đó thì sẽ có cả nổi bật lên cái chủ đề gia đình, bởi vì đó là cái chủ đề mà mình rất là quan tâm. Dạ rồi, và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì anh có một lời khuyên gì đó dành cho tất cả các bạn khán giả để các bạn có thể đến rạp xem phim, cũng như là ủng hộ cho tất cả những bộ phim, cũng như là cả bộ phim Thưa Mẹ Con Đi nữa. Đối với khán giả bây giờ thì có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, cho nên là thật ra là một tuần thì có khoảng 5-6 phim ra, cho nên một ngày thì chúng ta có tận 7 ngày lận. Thế thì tại sao mà chúng ta không dành thời gian ra rạp nhiều hơn? Bởi vì thật sự là cái không khí ở ngoài rạp nó sẽ rất là khác so với việc xem phim ở nhà. Chúng ta có màn ảnh nhỏ, chúng ta có Netflix, nhưng mà không dễ gì để mà được xem trong một cái bầu không khí có rất là nhiều những người xung quanh. Và đó cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta gắn chặt hơn với cái người đi cạnh mình nữa. Tại vì nhiều khi ở nhà thì chúng ta sẽ đôi lúc là chúng ta sẽ xem một mình thôi, đúng không? Cho nên là nếu mà được thì hãy lựa chọn những bộ phim Việt Nam, rồi sau đó chọn thêm phim Thái, rồi chọn thêm phim Hollywood, cả Ấn Độ, Trung Quốc nữa, và những cái ngày thứ ba, thứ tư. Và theo như là anh Lê Minh thì chúng ta sẽ có những bộ phim đang chiếu trên rạp, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem những bộ phim sắp chiếu trên rạp như thế nào quý vị nhé. Và những bộ phim tiếp theo sắp chiếu trên rạp chính là Anh Thầy Ngôi Sao, Ngôi Nhà Bươm Bướm, bộ phim Đứa Con Của Thời Tiết, Boy 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 2 Cuộc Chiến Ngân Hà và Xứ Sở Kẻ Mút. Và phim kinh dị đó chính là Gã Hề Ma Quái 2. Và cảm ơn anh Trịnh Đình Lê Minh đã chiết xuất thời gian để có thể đến đây giao lưu vững lại tất cả các bạn khán giả của chương trình bản tin Cinebox 25 giờ. Xin chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe cũng như là thành công hơn trên chặng đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã dành thời gian trên chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.